Toàn thể quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày thứ ba, 8 tây tháng 10 năm 2019. Chương trình Khoai Dương Trí bắt đầu. Đến nay không biết cái internet bên chị nó như thế nào, cho nên chị lên trễ, chị không có mở nhạc, chị đi thẳng vào vấn đề là chương trình luôn. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến cho quý vị và các bạn, đó là sư cô Thích Nữ Như Hạnh. Cô đã lên tiếng để mà phản đối thằng Tào Cộng chiếm bài tư chính, cho nên sư cô đã bị lũ bán nước Việt Cộng đã bắt đi, và hiện giờ vẫn chưa biết tình hình sức khỏe của cô ra sao. Cô bị nhốt ở đâu cũng không ai biết được. Các bạn thấy đó, đây là sư cô Như Hạnh, một người mà đã lên tiếng để mà tố cáo thằng Tào Cộng nó chiếm bài tư chính của Việt Nam. Thằng Đảng Cộng sản thì nó im lặng âm mưu chính trị. Bạn thấy đó, mong rằng toàn thế giới sẽ lên tiếng cho sư cô. Chị nói thật, tình hình hiện bây giờ ở trong Việt Nam, thù trong giặc ngoài rất là kêu bằng là khốn nạn cho dân tộc của mình. Công an xã đã bắt người dân chị à. Ngày 4 tháng 10, 2019, anh Trần Văn Công thường trú ở tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, đang đi bắt chuột bằng chích điện tại khu vực giáp ranh giữa kinh 79 và cầu Thanh Niên thì bị một thằng chó đẻ trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập đòi anh Công phải đưa tiền và đưa chuột cho nó thì nó mới cho anh Công đi bắt chuột. Anh Công không chịu thì nó bắn 4 phát súng, trong đó có 1 phát xuyên vào bụng của anh Công và 3 phát trúng vào vai lại. Sau đó thằng chó đẻ trưởng công an côn đồ mất dạy đã bỏ chạy để anh Công nằm ngất xỉu. Vết thương của anh quá nặng khiến anh đã mất nhiều máu chìa. Hình ảnh đó, bởi vì con dân Việt Nam quá run sợ với cái lũ khốn nạn này. Người ta đi bắt chuột đồng mà nó bắt phải là đưa tiền cho nó mới cho đi bắt, còn không đưa tiền là nó bắt phải là đưa chuột cho nó ăn. Người ta không đưa thì nó bắn 4 phát đạn như vậy đó các bạn coi. Trong một cái chế độ mà bây giờ các bạn sợ thì các bạn là nạn nhân của chế độ thôi. Bây giờ thằng Đảng Cộng sản chính là giặc trong đó. Nước Việt Nam bây giờ đang chịu một cái ách là thù trong giặc ngoài. Ở bên trong thì Đảng Cộng sản nó coi người dân như là kẻ thù. Ở bên ngoài thì thằng Tào Cẩm nó đang lâm le để mà nó chiếm nước Việt Nam. Thù trong giặc ngoài, không biết người dân phải sống như thế nào. Trên báo đài thì nó tuyên truyền xàm lồ, âm mưu chách trị. Bãi tư chính thằng Tàu nó ra vô như chỗ không người gần 3-4 tháng. Bây giờ ở đâu thằng chó đẻ tội đồ trọng lú giống như từ cung trăng rớt xuống. Tự nhiên khi không thấy kêu phải rà soát lại, xem coi tình hình Biển Đông có như thế nào để giải quyết. Mày giải quyết gái mẹ mày, đội mày giải quyết nó lấy luôn cái bãi tư chính rồi. Thằng chó đẻ tội đồ. Trời ơi chị ơi, một nhà sản xuất, nhà máy xi măng ở tại xã Hồng Sơn, huyện Thanh Sơn, Hà Nam xả khói độc lên không khí. Đây là câu trả lời toàn dân cũng như toàn nước Việt Nam hiện nay đang chết mỗi một ngày 316 người vì bệnh ung thư từ già tới trẻ. Bởi vì cái lũ ngồ ngáo mất dạy đã cho vấn đề là nhà máy vào. Nó thải độc ra như vậy thì làm sao mà không chết được. Mỗi một ngày 316 người thừa chất độc này để mà chết. Các bạn thấy đó. Tiếp tục nữa chị ạ. Bánh kẹo có tên gọi là Giacometti xuất xứ từ Tàu Cầm.
Loại kẹo này được bày bán khắp nơi trên các tuyến phố phường cho đến các cổng trường học ở tràn lan tại Việt Nam. Trước đây không lâu, bọn Tàu Cộng đã thu mua đĩa từ Việt Nam đem về để sấy khô và sau đó làm thành kẹo và chế biến vào các loại sữa bột. Khi loại kẹo này gặp nước thì đĩa sẽ sống trở lại và lớn lên rất nhanh. Khi được hút máu cơ thể con người thì thường xuyên nó sẽ tiếp tục để mà nó bắt đầu nó làm lên. Khốn nạn vậy đó. Sống trong cái đất nước Việt Nam nó khốn nạn vậy đó. Trời ơi, cướp nữa chị ơi. Chính quyền của lù khốn nạn Đảng Cộng sản Việt Cộng Hà Nội đã tiếp tay cho Tàu Cộng chiếm đất của người dân ở tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Cái gì mà có tên huyện Mê Linh là nó sẽ lấy hết. Khốn nạn không? Để cho mấy người này sáng mắt ra. Trong khi trong dân tộc Việt Nam đã đau thương như vậy thì tự hào Việt Nam Cộng Hòa ngày 1 tháng 10 ở tại Washington DC, ông Nguyễn Từ Quấn chính thức được phong chức phó đề đốc lực lượng hải quân Hoa Kỳ và là sĩ quan hải quân gốc Việt đầu tiên nhận chức vụ này. Ông Nguyễn Từ Quấn chính là đứa con trai duy nhất sống sót trong vụ cả gia đình đại tá Nguyễn Tuấn Bảy, người bị chiến binh cộng sản bày lớp sát hại vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, dần đến tướng Nguyễn Ngọc Long đã tử hình thằng bày lớp trên đường phố Sài Gòn. Nguyễn Từ Quấn, chú chim nhỏ bị thương năm nào, đã bay qua bờ sinh từ xài cánh đại bàng xin chúc mừng ông. Đây là người con của một gia đình mà do thằng bảy lớp nó đã từng vô để nó tàn sát nguyên một gia đình. May mắn một cậu bé này đã sống sót và bây giờ ông được phong chức ở bên Mỹ. Và thằng chó đèo bảy lớp đã được tướng Long bắn bể sọ ở trên đường phố Sài Gòn. Đầu bờ kè trị giá 400 tỷ đồng ở sông Tiền đã bị rút sạch ruột. Phía dưới lớp xi măng trắng rộng. Những công trình như thế này thì chỉ có ở thiên đường lũ khỉ thôi chị ạ. Cái đà như lớp này 420. Cái đà 420. Được. Thấy không anh, thấy không? Được, một cái cây đi lớp này chịu lại. Cái đó chết dưới tay của Tàu Cộng. Tàu Cộng đóng lối nhỏ, tôm cá Việt Nam rớt ra, dân Việt Nam khóc ròng. Tàu Cộng đóng cửa tiểu ngạch tôm hùm, cá nục sấy khô, mực khô đã rớt giá chưa từng có, khiến ngư dân khóc ròng vì hàng không bán được. Thủy sản tồn kho chất đầy cửa khẩu, kim ngạch xuất khẩu đã giảm trầm trọng. Thằng chó đẻ trồng lúa đó, đầu năm nó đã cho hàng hóa của Tàu Cộng vào không đóng thuế. Bây giờ bắt đầu là kêu bằng hàng hóa của Việt Nam thì nó lại đóng thuế mà nó không cho qua. Bây giờ mới đăng báo lên thấy được cái sự ngu dốt của đảng địa chưa? Đó, đó, thấy được đó. Sáu tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo bị những thằng côn đồ chó săn của đảng mặc thường phục hành hung khi đang trên đường đến An Hòa Tự, tức là chùa Thầy ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để ngăn cản việc chính quyền địa phương phá chùa. Tối ngày 7 tháng 10, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì chùa Quang Minh Tự, một trong sáu người bị đánh, nói với đài Á Châu Tự Do, hôm nay họ đã dỡ chùa, nhưng chùa vẫn còn mới. Ngày hôm qua, họ gác ngoài cửa, hôm nay cũng gác. Khi chúng tôi lên đến Phà Thuận Giang, thì có đến 40 thằng, 50 thằng khốn nạn chặn lại, đánh ông Tô Văn Mạnh, ông Lê Thanh Thực, Nguyễn Thị Mỹ Triều và cháu tôi là Võ Thị Thu Ba, bị nó đập điện thoại. Tôi thấy vậy thì nó tính đánh tôi nữa mà tôi chế xăng dầu lên mình đòi tử thù. Tôi cắt cổ tôi rồi nó đuổi về. Nó dùng cây dài thước mấy đánh người đến nát cái cây. Ông Liêm cho biết vụ hành hung đã khiến 4 người bị thương. Trong đó ông bị thương ở cổ khi tìm cách cắt cổ và châm xăng giỏ tử tiêu để đòi bảo vệ ngôi chùa. Ông Võ Văn Thanh Liêm cho biết An Hòa Tự là di tích chùa cổ đã có hơn 100 năm
và đã được sửa sang lại cách đây khoảng 80 năm. Ông nói chùa vẫn còn sử dụng tốt, nhưng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước công nhận vẫn muốn phá chùa này với lý do chùa cũ cần xây mới. Các tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo tại chùa Quang Minh Từ và An Hòa Từ không thuộc giáo hội do nhà nước công nhận đã phản đối việc phá chùa cũ vì cho rằng đây là di tích cổ linh thiêng của Phật giáo Hòa Hảo cần được giữ và chỉ sửa khi bị hư hỏng. Bây giờ ở trong nước á, nó đàn áp thô bạo như vậy để cho người dân sợ bỏ chạy ra bên nước ngoài này hết. Thằng Tào Cộng thì nó là ngư ông đắc lợi. Bởi vì các bạn đi hết rồi thì nước Việt Nam thằng Tào nó sẽ vươn. Bây giờ nó phải đánh đập cho bị lỗ máu như thế này nè. Đấy, đây là hình ảnh của những người đạo Phật giáo Hòa Hảo bị nó quánh đập đó. Bạn thấy nó tàn nhẫn vô cùng. Đấy, người dân tiếp tục chịu đựng được đi. Thằng mặt là Lương Duy Hạnh, chuyên viên vụ pháp chế Bộ Tài nguyên Môi trường, đã bị cắt chức cục trưởng vào tháng 6/2017 vì liên quan đến những vi phạm của Formosa. Mới đây nó được quy hoạch vào hai vị trí vụ trưởng vụ thẩm định là vụ trưởng vụ quản lý chất thải. Cả hai vụ này đều thuộc Tổng cục Môi trường, bổ nhiệm đúng quy trình. Đó, thằng chó đẻ này nè, cắt chức rồi bây giờ bắt đầu là được đưa nó vô nữa. Ta nói Đảng Cộng sản nó như vậy đó. Đưa thằng khốn nạn này vô. Đấy. Trời ơi, 1 mét vuông mà vấn đề là kêu bằng bốt thằng nó ăn cướp là có thật chị à. Chỉ có 1 mét vuông thôi mà nó đưa 4 thằng công an tới để mà đứng đây là đứng canh gì đó. Có ai dám đứng ra giành giật với nó không? Trời ơi, tin vui như ngày trải hội. Ở một quảng trường, một cậu bé đã say mê xé cờ máu tháng của thằng Tàu Cộng chị à. Ở bên Mỹ này cờ máu lờ của thằng Đạt Đĩ cũng như vậy, cũng bị người dân xé ra cho chó đá vào mặt Hồ Chí Minh luôn các bạn coi. Nhiều cần qua cho em bé này, em đã biết được sự thật đó. Em xé mẹ nó cái cờ máu khác. Ngày 6 tháng 10 tại quảng trường London, một cậu bé say mê xé tan nát cờ sao vàng của lù khốn nạn cộng sản Tào Cộng thành từng manh miếng nhỏ trước sự vồ tay tát thưởng của những người lớn ở đất nước tự do như vậy. Trời ơi, riết là trong xã hội chủ nghĩa bắt đầu nó giáo dục cho trở thành thiếu nhi thí kiều hết chị ơi. Đó, cháu ngoan của thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh đó. Những người nữ sinh sư phạm ra trường bây giờ bắt đầu mặc áo như thế này lên trên Facebook để mà kêu gọi mọi người đi tới để mà đéo. Đây là thành tích của thằng Phùng Xuân Nhã đó. Nó đi lên đéo thằng Nhã đi. Đó, đó, đó. Thời con cháu thằng Hồ Chí Minh là vậy đó. Vừa ra mấy trường là chụp hình đưa vú, mai mốt đưa lờ luôn đi, khỏi mặc áo dài. Đó, mai mốt đưa nguyên cái lờ ra luôn để mà kêu gọi mẹ Dubai nó vô để nó đéo, để đem tiền về để nuôi thằng khốn nạn Đảng Đĩ. Đó, cháu ngoan của thằng Hồ Chí Minh là như vậy đó. Đấy. Nhờ chị đọc tin này cho mọi người nghe. Người, chị ơi Lisa ơi, chị nói cho người dân biết chuyện này khẩn cấp khẩn cấp. Hiện nay lũ chó công an xà Phước Hiệp, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh. Nó trấn lột người đi đường để mà lấy tiền. Thời gian hoạt động là ban đêm, từ khoảng 12 giờ đêm cho đến 1 giờ 30 sáng. Trên đoạn quốc lộ 22, khu vực đoạn thuộc xà Phước Hiệp và gần ủy ban nhân dân xà Phước Hiệp, chúng trá hình mượn danh dưới hình thức tuần tra ban đêm, nhưng thấy ai vi phạm hoặc không vi phạm giao thông thì chúng cũng thằng tay cho 30-40 thằng kè vào mặc đồ thường phục chặn đầu xe và lập tức dọa 4-5 chiếc xe khác tới hù dọa với mục đích là người tham gia giao thông sợ đưa tiền. Số tiền chúng trấn lột thường là 200.000 đồng tới 500.000 đồng. Đặc biệt, người nào vượt đèn đỏ hoặc chạy nhanh, chúng hăm dọa và uy hiếp. Nếu không đưa tiền, chúng đoạt lấy xe máy
và bắt giữ đưa về trụ sở công an xã Phước Hiệp. Tại đây chúng cử tên công an viên tên là thằng Phong. Thằng này rất là mất dạy, đã lục soát hết quần áo của những người mà vấn đề là đi đường để mà chúng nó lấy tiền, kể cả lột đồng hồ, lột luôn hành lý, lấy ba lô để mà kiếm tiền, kèm theo lời dọa nạt và cưỡng đoạt cho bằng được số tiền trong túi của nạn nhân. Chúng hoạt động liên tục và có tính xen kẽ vào đêm khuya. Vào đêm khoảng 0 giờ 20 phút ngày 1 tháng 10, bọn chúng khoảng 6 thằng gồm công an xã, xã đội, xã Phước Hiệp đã giết theo một người đi đường và nói vi phạm luật giao thông, đòi 200.000 đồng. Sau một hồi giằng co, người này không đưa tiền, chúng uy hiếp đưa người này về quỷ ban xã và tấn lột cưỡng đoạt hết số tiền trong túi, xong mới cho về. Thanh niên này quá bức xúc ra về. Khoảng 1 giờ 30, thanh niên bị tấn lột này đã gặp hai anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường gần đó trình báo, thì được cho biết trong nhóm tấn lột do tên Vũ cầm đầu chỉ đạo. Được biết tên Vũ là công an huyện Củ Chi điều về để mà phụ trách phó công an xã Phước Hiệp. Mọi người hãy chia sẻ bài viết này để nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường này vào đêm khuya không bị lù khốn nạn, bắt đầu là đi ăn cướp tấn lột. Và như thế, đây là câu chuyện có thật 100% và có camera ở khu vực đó. Nếu ai đi qua vấn đề là xã Phước Hiệp, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Uống Máu Kinh thì cẩn thận nha. Thằng chó đè thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, phó chính ủy quân khu 7, nói về tình hình bài tư chính. Chiều ngày 7 tháng 10, sau khi mà Tàu Cẩm nó tung quanh ngoài bài tư chính, thì thằng chó đẻ này nó lên nó nói rằng các lô dầu khí ở bài tư chính. Bắt đầu nó nói rằng Việt Nam và Tàu Cẩm là quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ, cho nên mình không nên mắc mưu để mà nổ súng, bởi vì nổ súng vào thời điểm này thì bên nào cũng thiệt hại. Đây là thằng bưng bô cho Tàu Cẩm. Toàn dân Việt Nam thấy thằng chó đẻ để đâu đập tới đó. Đã là một thằng tướng rồi mà lên nói rằng là mình không nên nổ súng để cho Tàu Cẩm nó lấy hết hay sao? Hả? Mày ăn quần què gì mày ngu vậy? Đồ thằng mất dạy hả? Khốn kiếp! Vị trí lấy nước từ chân cầu Đồng Nai về nhà máy nước Thủ Đức. Hôm nay nước đã đổi màu đỏ do mưa lớn, nước từ nguồn Trị An đổ về chị à. Chị cho mọi người dân biết đi chị, đây là nguồn nước vô cùng ô nhiễm. Nó bơm vô thành phố Hồ Chí Minh cho toàn dân xài đó, ăn giọng vô đi nha. Vị trí thứ hai tại chân cầu Quá An, bơm lên xử lý tại nhà máy xong, bơm đi vào thành phố Hồ Chí Minh, Uống Máu Kinh. Nhà máy nước Quá An xây dựng vào thập niên 2000. Nói là xử lý chứ thiệt ra là nó múc vô nó để 3 ngày để cho lấm bớt đi cái đục màu đỏ này. Rồi bắt đầu là nước trong rồi thì nó bơm vô cho người dân xài. Lâu lâu rồi cuối cùng rồi thì bắt đầu nó xả ra để mà vấn đề là nó đổ bớt đi cái chất bùn đi ra ngoài. Nó bơm ra ngoài. Chứ nó có xử lý, nó có để thuốc tẩy quần què gì vô đâu. Đem nó bán mẹ nó hết rồi. Hôm trước trên chương trình có nói về vụ nước máy phong tên, em có nói về đề tài này. Nay có dịp em về sớm thông tin cho Lisa rõ. Thật ra thì cũng có một số ít lợi dụng mạng xã hội để mà vấn đề là đưa tin thôi chị à. Nhưng mà tin này là tin chính xác 100%. Ok. Cảm ơn em. Đấy. Phát hiện ra con ngựa mà Trần Thị Ngọc Ái Sa nó nói rằng tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, sinh năm 75, được kết nạp đảng tại chi bộ hành chánh Quảng Trị vào năm 2014. Thời điểm kết nạp đảng là do thằng Trần Xuân Bảy là giám đốc nhà khách tỉnh ủy Đắk Lắk hiện bây giờ. Thằng Nguyễn vấn đề là kêu bằng đó là Bảy này. Thằng vấn đề là thằng Bảy này đã đéo con ngựa này. Bây giờ điều tra ra thì con ngựa này cũng không phải tên là Thảo. Vậy thằng Trùng Xuân Bảy này là ai mà nâng đỡ con ngựa này từ một con bán cà ve mà bây giờ vô làm tỉnh ủy của tỉnh Đắk Lắk? Các bạn thấy ghê không? Đó, cái tên thật Trần Thị Ngọc Thảo cũng không có, bởi vì tên thật của con ngựa này là một cô gái bán bia ôm làm thợ cắt tóc. Vậy thì thằng Trần Xuân Bảy này
là một thằng giám đốc của đảng ủy đưa con ngựa này vô, chỉ có một lần đi massage thôi là đã đưa con này vô rồi. Đây là do cái lũ khốn nạn Bắc Kỳ Cẩm nó thanh trần tụi bay đó, nó làm nhục cái lũ Nam Cẩm tụi bay đó để tụi bay trung thành với đảng. Thằng Ma Tăng Thích Thanh Toàn đòi giữ lại tài sản là không chấp nhận được. Tao nói rồi, bây giờ nó đăng lên tờ báo, các bạn thấy không? Sư Thích Thanh Toàn giữ lại tài sản 300 tỷ là không được. Bởi vì đàn na thí chủ và nhân dân đã đóng tiền này vào chùa, cho nên bây giờ người dân không đòi tiền lại được, thì số tiền này đưa cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ dùm cho nhân dân. Đó rồi, xong rồi, bỏ tật mày ngu. Đưa vô Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giữ dùm là kể như xong game rồi, tao cho mày bỏ tật mày. Tao nói hôm qua rồi mà, tao nói mày rồi, đâu có sai. Bỏ tật mày lên mày la làng, mày khoe, mày khoe mày có 300 tỷ, đi ra bán vé số đi. Nhân dân kỳ vọng vào đại hội 13 của đảng và của bộ chính trị. Mẹ kỳ vọng vào đại hội 13 tưởng sao, kêu bồi thường đất ở Thủ Thiêm. Ngày xưa đó, 1 mét vuông nó bán á, ra ngoài á, 100 triệu. Nhưng mà thời của thằng Tích Thành Cang nó bồi thường á, 1 mét vuông chỉ có 100 ngàn đồng thôi. Bây giờ thằng Trọng Lú nó do bộ nó suối cho dân Thủ Thiêm lên để mà tố cáo Tất Thành Cang để nó thanh trừng cái lũ Nam Cẩm. Rồi nó do bộ nó chơi cái màn Bồ Tát, bắt đầu nó kêu người dân lên nó bồi thường thêm nữa là 50 ngàn đồng. Tức là 1 mét vuông người dân đã được nhận được 150 ngàn đồng. Tức là nó thêm 50 ngàn đồng nữa thôi. Thì nó lấy mẹ hết đất cát của ông bà tổ tiên của người ta Thủ Thiêm. Lisa đã nhìn thấy được cái âm mưu chính trị này từ lâu rồi. Để các bạn thấy rõ ràng. Nó khốn nạn như vậy đó. Tuyên án 3 thằng quản giáo dùng nhục hình để làm chết một đứa em 17 tuổi ở tại Long An. Tưởng sao bây giờ xử tất cả đều cảnh cáo hết. Bởi vì gia đình của nạn nhân không có yêu cầu bồi thường. Các bạn thấy chế độ nó khốn nạn như vậy đó. Nhờ chị đọc lên chương trình để giúp bà cụ này. Nhà cụ này ở địa chỉ 501 13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, uống máu kinh, đã bị một xưởng sản xuất kế nhà gây ô nhiễm môi trường nặng tại phường 26 Bình Thạnh. Vì bà ra công an khiếu kiện thì nhà bà bị ô nhiễm nhất xót vì hàng ngày bị ném phân người, mắm tôm và gạch đá liên tục vào nhà bà. Bà khóc rất nhiều, cầu cứu rất nhiều nơi nhưng không ai chịu giải quyết. Mặc dù có bằng chứng rõ ràng qua camera quay lại nhưng công an phường 26 Bình Thạnh lầm lơ, không thèm giải quyết mà còn kêu bà bán nhà đi chỗ khác. Đây là hình ảnh ở bên dưới nhà của bà bị chổi mẹ nó mắm tôm vô. Thời đại mà khốn nạn là nó như vậy. Đấy. Thời kỳ nó như vậy đó. Đấy. Đấy nè, đó. Nhà của bà đó, hình ảnh của bà đó. Giờ nó kêu bà bán nhà đi. Đó. Bán mẹ nó nhà đi. Đó. Nó khốn nạn vậy đó. Khốn kiếp vậy đó. Donald Trump đã đe dọa thằng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho rằng ông sẽ cấm vận nền kinh tế của thằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ suy thoái nếu thằng Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay đối với phe thân Mỹ ở tại Syria. Các bạn thấy đó, Mỹ bây giờ đã lên tiếng rồi đó. Đài Loan nói rằng thằng Tàu Cộng là một mối đe dọa là kẻ độc tài ở tại Thái Bình Dương. Hồng Kông có thể đang ở điểm bùng phát nguy hiểm khi mà cờ cảnh cáo đã được treo ở doanh trại của Tàu Cộng ở tại Hồng Kông. Mong cho nó làm thử đi coi thế giới làm cái gì. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khoa Dân Trí vào ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.